Từ nhỏ tới lớn, lúc nào ba cũng nghĩ con không phải con ruột của ba, chưa từng đối xử với con như con trai. Muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Bây giờ ba phát hiện con là con ruột của ba, ba thấy thế nào? Trong nhà đang cần ba lắm, đi thôi. Lý Hạ Hy, không phải cô nói cô mồ côi sao? Thì ra cô đem giấu ba cô và em trai cô ở đây. Trên đời này trong số 100 người yêu thầm thì chỉ có một người thành công. Còn chính là người may mắn trong số 100 người đó.